các bạn, đây là chiếc S20 cộng, rất là đẹp. Mình đánh giá đây chiếc máy gọn gàng đẹp và cái cụm camera vừa phải cho nó không có to gọi là chà bá lửa như con Ultra đó. Các bạn nữ thì chọn cái phiên bản S20 cộng là rất là đẹp rồi, vừa vặn và nó có những cái màu dành cho các bạn nữ. Còn cái Ultra mình thấy nó màu đen với màu xám nhìn nó nặng nề quá, dành cho các anh nam. Rồi, cái video này không phải nói về cái S20 cộng mà nói về một cái đống phụ kiện ở đây nè, sẽ khui ra cho các bạn coi để các bạn chuẩn bị mua. Sau khi mua máy thì các bạn nên chọn cho mình một cái phụ kiện cho đẹp, vừa ý, và đây là phụ kiện chính hãng của Samsung các bạn ha. Thì ngoài cái ốp lưng trong suốt mà các bạn khui hộp máy ra thì Samsung tặng một cái ốp lưng như vậy trong suốt, thì các bạn có thể mua những phụ kiện chính hãng ở đây. Đây là 4 màu của cái Smart Clear View Cover cho cái S20 cộng. Và đây là 3 màu của cái Smart Clear View Cover dành cho cái S20. Đó, S20 thì nó nhỏ hơn thôi chứ hai cái nó tương tự nhau. Rồi, mình chỉ lấy một cái S20 cộng test cho các bạn thấy cái ốp lưng thực tế thì nó như thế nào. Cái này gọi là cái cover đây, chứ cái ốp lưng thì nó chỉ là cái ốp lưng, còn cái này là nó như quyển sổ luôn. Rồi, đây là cái sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, chính hãng của Samsung. Các bạn thấy ở đây có tem. Sản phẩm này được mình trưng bày ở các cửa hàng Samsung như ở dưới Bitexco hoặc là bên Vivo City. Các bạn có thể ghé vào đó trải nghiệm cái phụ kiện, hoặc là mua online, hoặc là ghé hệ thống cửa hàng Mai Nguyên để các bạn mua, hoặc là click chuột. Made in Việt Nam, rất là tự hào. Đây là cái màu mình cho là rất đẹp đối với các bạn nữ. Wow, không còn gì có thể đẹp hơn. Một cái ốp lưng cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng luôn. Nếu mà mua được cái máy này mà không mua cái ốp lưng này là quá thiếu sót, đúng không các bạn? Với một cái cửa sổ trong suốt nằm theo chiều dọc của cái mặt trước, các bạn thấy thì nó hiển thị được thứ nhất là giờ, thứ hai là phần trăm pin, thứ ba là ngày tháng, và bên đây là những cái thông báo. Nếu có thông báo email tới, một cuộc gọi nhỡ, một cuộc gọi tới gì đó thì nó sẽ hiển thị ở đây. Cái cửa sổ trong suốt, cái chất liệu thì nó nhám nhám, cầm rất là đã tay. Đợt này Samsung phải nói là tuyệt vời lắm, rất là tuyệt vời, cầm cực kỳ đã tay và cực đẹp luôn. Chắc chắn các bạn sẽ thích ngay cái bao da này. Nếu mà sở hữu cái S20 cộng mà không mua này là đúng là quá thiếu sót luôn đó. Phía dưới thì họ khoét một cái lỗ để chừa loa, rồi rắc cắm sạc, rồi cái mic ra để mình dễ dàng thao tác. Còn lại thì họ bọc hết, chỗ này thì họ cũng chừa ra. Rất đẹp, rất đẹp, rất sang, nhìn quá dễ thương. Rồi, mấy cái màu này khui ra luôn cho các bạn hình dung các bạn thích màu nào nha. Bất kể các bạn sở hữu máy màu gì thì đều có thể mua ốp lưng màu khác để mình thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ thời trang và phối hợp với quần áo để các bạn đi chơi. Tại vì khi các bạn bọc lại hết rồi thì đâu có ai thấy cái màu máy nữa. Ví dụ giờ màu xanh, mình bỏ vô cái màu xám. Rồi các bạn có thấy màu máy màu xanh ở đâu ha? Ra cái máy màu xám thì các bạn có thể mua hết 4 màu ha, hồng, đen, xanh, xám, và máy mua một màu thôi. Rất sang, màu xám. Đó, hai màu. Giờ phô tiếp để các bạn thấy. Đây cái màu hồng nè. Màu hồng này là nữ là chắc chắn ha, chắc chắn thích. Nhưng mà cái màu này chẳng có anh nam nào mà dùng được đâu. Màu hồng này là nam là thua. Samsung có những cái màu hồng dành cho nam, riêng màu hồng này thì mình thấy nó phù hợp với nữ. Đó, quá đẹp cho chiếc màu hồng luôn. Đó, wow, quá xuất sắc, quá xuất sắc. Đây bông hồng nè,
ông Hồng mà đi với cái tông màu hồng này nữa thì thôi chứ. Đó, cửa sổ quá đẹp. Rồi tiếp tục, còn một màu đen nữa khui ra cho các bạn nhìn thấy luôn ha, để các bạn lựa chọn cho mình. Một là mua một màu, hai là mua nhiều màu để thay như thay áo luôn. Đây, bò hết cánh gốc màu đen. Đen thì các anh nam, đen và xám thì các anh nam sẽ phù hợp hơn. Còn đối với nữ thì mình khuyên các bạn nữ nên, các bạn nữ nên mua hai màu này không? Đó, bốn màu các bạn: hồng, hồng, xanh da trời, xám và đen. Mặt trước đây, mặt trước đây, mặt sau chứ, mặt sau với camera. Rồi đây là mặt trước, bốn màu. Các bạn có thể mua online, mình có để đường link bên dưới video, các bạn click thôi. Ship online tận nhà trên toàn quốc, hoặc là ghé các cửa hàng để thử ưng cái màu nào các bạn chọn màu đó. Rồi kết thúc video ở đây, chào tạm biệt các bạn nha. Kết thúc video.